chặt anh phá cái dằn rồi, nhìn anh lấy cái lá của ta anh múc nước luôn rồi. Nãy lấy anh múc vô rồi giờ anh lấy múc ra luôn. Má chạy xuống luôn bé, tội rồi thật thật trời đúng rồi. Quá nậu hả? Nó cầm lên đó. Ta cầm cái thao này đủ. Nó bất thiệu ra, nó chọi tao một cái chút. Cái thao dứt cái nhẹ đủ má. Trời ơi, chết cũng luôn. Nào nó mạnh vô luôn. Do cái kinh này nó cạn lắm, cạn mọi người, mình giờ mình đang ở trên bờ luôn đó, cái mũi mình chỉ dính chút xíu trên bờ thôi, còn cái này thì cạn, tới chỗ bụi lục bình thì là nó tới đó, cỡ hai gang tay. Bây giờ anh này lấy đồng dây này, đồng dây buộc cái máy kéo để chịu, tránh trường hợp mà chẹt cho nó bê ra, rồi mình cộng thêm mình lấy máy ủi mình đạp được cái vô nữa. Trường hợp chân này là chiếm 50% mọi người.
kinh vạn lắm, mình ém qua. Bị cọ luôn. Con ghe chạy mà đợi, tới mình không tới tới luôn đâu. Mấy chữ mà. Ừ, đẹp luôn. Sợ nó tắt đường nghe. Mình vô thôi, nó chào chút á. Tới luôn không? Bình bờ quá chạy. Chào cuối người. Chào ngang bờ luôn. Mình lên trên. Chạy máy mà lại này làm gì biết nữa, phải nói chuyện tại người ta. Kim đường hồ của con đám anh cái 50 triệu của con cái đủ mẹ lúa về bà đi coi về mày xanh còn hơn cái chữ xanh đó mà nó kêu cắt cắt về nó ăn nó làm gì miếng bìa nó không dành luôn á đủ mẹ bí này ý mà nó buồn mắt nó gì rồi chết mua cá gô về nấu canh hả à? Mua cá gô về nấu canh bí đó nấu canh bí á, nấu hoạch vậy biết. Mua vừa tao hầm cho nó nóng cho nó béo cho nó nhạt cả luôn chứ. Không biết cho nó ăn à. Mua cái gô à. Mua vừa khô á. Bây giờ mình là tại sao chờ thầy luôn mọi người. Thank you.
cao quá cao rồi.